Lúc này anh người Trung Quốc này cũng vui rất vui lắm nha. Cảm ơn quá trời luôn. Đó. Đó là chuyến đi của Thủy đó mấy bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh YouTube của Phú Thủy Baker. Và ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu cho các bạn một địa điểm mà rất là nhiều du khách muốn tham quan cũng như là muốn sở hữu cho mình một cái tấm hình thiệt là đẹp đó. Thì nay Thủy làm clip này chia sẻ cho các bạn luôn, khỏi phải chỉnh sửa luôn. Clip này là ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Đó, Đà Nẵng. Có nhiều bạn hỏi là mình ở đâu thì mình ở Đà Nẵng nha. Mình ở Đà Nẵng luôn. Rồi. Ở vị trí bán đảo Sơn Trà thì bán đảo Sơn Trà thì có hai nơi để cho các bạn tham quan. Đó là đến Bàn Cờ, thứ hai là cây đa ngàn năm. Đó, hai địa điểm đó là có rất là nhiều du khách muốn tới đó. Ở trên đó nếu như mà mấy bạn lên đó thì cái view nhìn xuống thành phố rất là đẹp, đặc biệt là về ban đêm. Ban đêm mấy bạn nhìn xuống Đà Nẵng trên, mấy bạn nhìn trên núi, mấy bạn nhìn xuống là ở Đà Nẵng là đèn đồ các kiểu đồ nhìn đẹp lắm, thành phố lên đèn đẹp lắm. Đặc biệt nha, đặc biệt là các cặp tình nhân là hay lên đây lắm nha. Rồi, cái chuyến đi này là Thủy với, chỉ có là Thủy với bạn Thủy đi thôi. Giới thiệu sơ qua mấy bạn là cái chuyến đi này chỉ có là hai anh em, hai Thủy với là bạn của Thủy. Bạn của Thủy đang đi, mấy bạn đang xem là chiếc Royal Enfield. Còn Thủy đi chiếc xe của Thủy là chiếc Vulcan 650 của Kawasaki. Là chiếc xe này là chiếc xe lần đầu tiên Thủy chơi mô tô, là Thủy mua chiếc xe này nha mấy bạn nha. Chiếc dòng Roadster. Thời tiết buổi này là thời tiết lúc này là buổi sáng, lúc tầm 6 giờ. Và ngày Tết nha, mùng 1 Tết. Mùng 1 Tết hai anh em lên sớm sớm chạy lên đây liền. Thường ở Đà Nẵng mấy bạn biết là nó rất là lạnh. Nếu mà vào dịp Tết nó rất là lạnh, trời the mát. Còn nếu mà buổi sáng mà mấy bạn mà lên trên núi nữa thì nó càng lạnh hơn nữa. Thời tiết buổi sáng đây là rất là đẹp luôn. Có nắng nữa, các bạn nhìn thấy rồi đó, nắng chiếu vừa lạnh mà vừa có ánh nắng mặt trời nữa cũng đỡ. Trời khá là đẹp. Thì nếu mà mấy bạn muốn lên cái hai địa điểm này, mấy bạn rất là nhiều đường để mấy bạn đi. Nhưng mà cái đường mà Thủy cho mấy bạn xem là đường này là dễ đi nhất. Còn hầu như là mấy cái đường khác đó là nó khó đi lắm. Nên là đặc biệt nha, quay nói luôn, đặc biệt nha mấy bạn nha, mấy bạn không được đi xe tay ga lên trên hai điểm này. Mấy bạn biết sao không? Nếu như mấy bạn đi xe tay ga thì rất là nguy hiểm. Tại vì sao? Khi mà mấy bạn xuống dốc á, tại vì khi mà mấy bạn lên dốc, dốc nó rất là cao, mà một khi mấy bạn tụt xuống dốc lại thì cái dốc nó lại tụt xuống rất là thấp, là tôi bóp phanh á là nó nóng rồi nó dẫn tới tình trạng là nó nóng quá là nó không có ăn đó, mấy bạn bóp nó vẫn không có ăn luôn. Đây đâm ra là kiểu như là trái bố rồi, phanh không ăn rồi, từ không bắt đầu phanh nó không ăn rồi, bắt đầu là xe nó cứ chạy theo quán tính, mà chạy xuống dưới dốc là nó tốc độ nó càng nhanh nữa. Thì nhiều bạn không có kinh nghiệm để xử lý tình huống đó rồi rất là nguy hiểm. Khi mà đi xuống đèo cái là
phanh không ăn cái là bị rớt xuống núi luôn, là gây ra là nặng thì tử vong mà nhẹ nhẹ thì bị thương rất là nặng luôn đó. Các bạn lưu ý khi mà lên hai vị trí này nha các bạn nha, là Đà Nẵng luôn, cũng ở Đà Nẵng nha, là đã có thông báo là cấm không được đi xe tay ga lên núi. Có những cung đường khó đi á, là người ta có ghi cái bảng là cấm không được đi xe tay ga đi xe tay ga lên hai địa điểm đó. Thủy với bạn Thủy đang đi lên đỉnh Bằng Cừ. Đó đường nó đường nó chỉ có nhiêu đó thôi, khoảng tầm khoảng tầm 4-5 mét gì đó. Ngang 4-5 mét gì đó. Sáng ở đây chạy sướng lắm, không khí nó trong lành lắm mấy bạn. Nếu mà mấy bạn đã đi lên hai, nếu mà mấy bạn mà muốn đi lên hai địa điểm này, mấy bạn tốt nhất mấy bạn đi giờ khoảng tầm 7:30 đến 8 giờ mấy bạn đi là được rồi. Tại vì 6 giờ là nó sớm quá. Sớm quá là kiểu như là mai nó chưa tan hết á, sương mù rất là nhiều luôn, đi rất là nguy hiểm. Lên đỉnh Bằng Cừ là nó cao thì sương mù trên đó nó nhiều hơn. Ở đây mấy bạn thấy không, không phải gì luôn. Rồi giờ đã tới rồi đó, đã tới đỉnh Bằng Cừ rồi các bạn. Đây đến Bằng Cừ, đây từ trên cao nhìn xuống đây là thứ nhất là mình thấy mấy cái trụ điện này. Trụ này thì cát kiểu như là vô tiếng gì đó, gì cũng sụp các bạn. Mấy bạn thấy sương mù không? Còn rất là nhiều luôn. Rồi lên đây để chụp vài tấm hình rồi xong về. Đó. Rất là đẹp. Rồi. Cái tới lúc về á, có cái này. Tới lúc về á thì có một cái câu chuyện này cũng khá là thú vị luôn. Là mình Thủy với bạn Thủy là gặp cái ông người này là người Trung Quốc, là đi xe tay ga lên núi đó, thì mấy bạn cùng Thủy xem thử là ông này ông bị gì nha, ông này ông bị hư xe vì lý do gì nha. Hỏi ra mới biết là ông này là hết xăng. Trời chết. Đi một mình dạng gan mà đi lên, đi một mình mà lên trên đỉnh luôn.
mà đi xe tay ga mà giờ hết xăng nữa, mấy bạn nghĩ sao? Hay là gặp Thủy với bạn Thủy đi gặp nghe. Chứ còn nếu như mà không có ai thì không biết sao luôn. Chắc xe xuống núi là bị cực à. Thúc được không? Lúc này Thủy với bạn Thủy là kiếm một cái sợi dây nào đó. Không có. Kiếm một sợi dây ống nào đó để hút xăng cho giúp cho người anh bạn Trung Quốc này nè. Nhưng mà không có. Cho nên là phải lấy đại một cái cài mà có cái ống á, ống rỗng trong á, hút. Nhưng mà thì nghĩ chắc hút không được. Hút chạy là hút không được rồi. Được rồi. Có đại lên không, đại nó người không? Đại đấy. Giờ phải mở dưới này ra thì quả mai nó xăng nó chảy xuống. Cái anh bạn Trung Quốc này này cũng rất là có cơm tài sợ nha. Một mình quanh trên núi bây giờ hết xăng. Tình cờ gặp mà hai anh đẹp trai cứu hộ. Cái anh này là anh là dân Trung Quốc, là người Trung Quốc. À, tìm một cách để hút xăng để giúp anh Trung Quốc này, nhưng mà cái cách này là không có được. Cho nên là Thủy phải đi tìm một cái sợi dây. Được không? Mấy tìm một cái dây nào đó để hút ra. Lúc nãy nữa không thấy có đầu mũ Thủy. Đó bây giờ thì đó đây xe Thủy là mấy bạn nè. Xe này là Vulcan 650 của Thủy đó. Đó Thủy. À, lúc mà Thủy đi tìm sợi dây để cho rút hút xăng cho cái ông bạn Trung Quốc này nè thì không có, mà hay là có bạn Thủy nó có đem cái đồ mà để bơm lốp á, trường hợp mà lỡ lốp mềm bị lủng hay gì đó kìa, là có đem cái này là ảnh mới lái cái sợi dây của ống bơm đi, lấy cái sợi dây của ống bơm lốp đó cũng để hút xăng. À, cũng thông minh đó, cũng thông minh á, cũng bé đó, sợi dây đó. Hy vọng là cái sợi dây này sẽ hút được xăng ha. Cái anh bạn Trung Quốc này rất là lo luôn. Anh bạn Trung Quốc này rất là lo. Sợ. Quá hồ sang chạy rồi. Anh sợ là không có sang cho anh chạy gì. Anh này hẹn á, hay gặp hai anh em mình á. Mùng 1 Tết nha các bạn nha. Mùng 1 Tết mà giúp người à. Đầu năm mà cứu người. Đầu năm cứu người. Có người chạy bộ nữa kìa. Cái này mà xe này mà chạy lên là dốc á, chút nữa là dốc á. Còn mày đuối luôn. Các bạn biết không? Thường mấy du khách nước ngoài người ta đến Đà Nẵng á thì đa số người ta thuê xe, mà người ta thuê xe toàn là chỗ mà người ta cho thuê á toàn là xe tay ga không à. AB này. Rồi Attila đồ, mấy cái xe đời cũ không à. Cho nên là nhiều lúc mà du khách thuê xe mà đi lên núi thì hơi bị căng á. Ông này liều. Đó. Hũa lá hay ho để qua đành bình nữa. Cái gì đó đủ mạnh. Mừng thế mẹ.
để xem thử có nổ máy không. Nó lấy chọn xuống sàn rồi. Lúc này anh người Trung Quốc này cũng vui rất vui lắm nha. Vui lắm. Hôm nay. Cảm ơn quá trời luôn. Đó. Đó là chuyến đi của Thủy đó mấy bạn. Bye bye. Bye bye. Thank you, thank you. Chuyến đi của Thủy đó. Mấy bạn thấy sao? Hồi đầu năm luôn, đầu năm một Tết luôn anh nha, đó là. Thủy có nói với bạn á, hồi trước cái xe Tay Ga này nè, hồi 20 hồi trước trước đầu năm 2019 là cái xe Tay Ga này người ta vẫn cho lên núi bình thường, là trước câu chuyện là chưa xảy ra chuyện mà bị té rồi tử vong đồ đó đó, hồi trước là người ta vẫn cho lên, nhưng mà bây giờ do bị nhiều người bị tai nạn lắm cho nên là cấm không cho xe Tay Ga lên đây luôn vì an toàn, tại vì đi xe Tay Ga này nguy hiểm lắm. Còn nếu như mà tay xe mà xe số á, thì nó còn giữ lại được, như còn nó còn phanh được như là phanh trước rồi phanh sau rồi còn phanh số nữa, nó số 1 các bạn đi số 1 số 2 là nó y lại rồi, nó y lại, nó giảm lại tốc độ cho các bạn rồi đó. Đó, tới đây là Thủy với bạn Thủy bắt đầu đi qua cây đa hàng năm. Thì cây đa hàng năm thì tới đây thì cũng nhất biên hay sao thì không có quay thì phải. Là hôm đó là Thủy với bạn Thủy là đi vòng cái núi luôn. Đó, vậy là Thủy cũng đã chia sẻ hết cho các bạn xem về chuyến đi của Thủy ở bán đảo Sơn Trà, ở hai địa điểm mà Thủy chia sẻ cho các bạn đó. Thì mấy bạn chú ý nha, không được đi xe Tay Ga nha, không được đi xe Tay Ga khi lên núi. Rồi mấy bạn đi lên đây mấy bạn phải chuẩn bị là đổ xăng đầy đủ nha, chứ còn hết xăng như trường hợp lúc mà anh bạn Trung Quốc này là cũng hơi căng à đó. Rồi cuối cùng là chúc mấy bạn, nếu mà mấy bạn đã lên đây thì chúc mấy bạn đi lên có một chuyến đi an toàn và chụp được những tấm hình thật là đẹp nha. Rồi, vậy là video của Thủy kết thúc tại đây. Mấy bạn nhớ đăng ký và theo dõi để xem video mới nhất từ Phú Thủy Biker nha các bạn nha. Rồi, cảm ơn mấy bạn, chào mấy bạn.